Thưa quý vị và các bạn, trong chuyên mục An toàn giao thông tuần này, sau phần tin tổng hợp tình hình tai nạn giao thông sẽ có bài phản ánh việc tăng cường quản lý bến bãi, xử lý xe quá khổ quá tải trên tuyến đường DT378. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông, trong tháng 8 toàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ tai nạn giao thông làm 6 người chết, bị thương 7 người. Từ đầu năm 2021 đến nay, toàn tỉnh xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông làm chết 63 người, làm bị thương 72 người. So với cùng kỳ năm 2020, giảm 8 vụ, giảm 14 người chết, tăng 21 người bị thương. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, xử lý nghiêm các trường hợp tham gia giao thông chưa đúng quy định luật giao thông đường bộ. Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh, các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, vừa đảm bảo an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông. Qua đó, trật tự an toàn giao thông cơ bản ổn định, tai nạn giao thông giảm sâu cả số vụ, số người chết và người bị thương. Trên địa bàn xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường lại tiếp tục tái diễn. Tại một số điểm trên đường tỉnh 196 thuộc địa bàn thôn Liêu Thượng, thôn Liêu Trung, tình trạng lấn chiếm lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán họp chợ diễn ra tràn lan. Tại đây, toàn bộ hành lang, thậm chí là cả lòng đường đều bị người bán hàng chiếm dụng bày bán đủ các mặt hàng, gây mất trật tự và gây ách tắc giao thông, nhất là vào giờ tan tầm buổi chiều. Theo phản ánh của người dân, thì chỉ khi nào có lực lượng chức năng thì tình trạng này mới được giảm bớt. Qua đó cho thấy, để tái diễn tình trạng này là có sự thiếu kiên quyết và không thường xuyên của lực lượng chức năng và chính quyền địa phương. Đường tỉnh 378 qua địa phận Hưng Yên, dọc đê sông Hồng, sông Luộc, từ huyện Văn Giang đến huyện Phù Cừ, có chiều dài trên 80 km. Thời gian qua, trên tuyến giao thông này có nhiều bến bãi tập kết vật liệu, nơi mà các chủ phương tiện vận tải lợi dụng để chở hàng hóa quá tải trọng, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng lớn đến đời sống, môi trường của nhân dân. Nhằm ngăn chặn tình trạng trên, lực lượng chức năng đã phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề chở hàng quá tải trọng. Để lập lại trật tự an toàn giao thông và xử lý các trường hợp cố tình vi phạm trên tuyến đường tỉnh 378, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tích cực tuyên truyền cho các doanh nghiệp ký cam kết không chở hàng vượt quá tải trọng, vượt quá kích thước thành thùng xe theo quy định. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định pháp luật về kinh doanh vận tải bằng xe ô tô của các doanh nghiệp hộ kinh doanh. Trong mùa mưa lũ, công ty chúng tôi chấp hành không chất hàng quá khổ quá tải. Tôi đã ký cam kết với các cơ quan chức năng. Chúng tôi nhắc nhở anh em là tất cả chấp hành các xe chạy trên tuyến đê không quá khổ quá tải. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm. Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố đã phát hiện xử lý gần 100 trường hợp xe chở quá tải trọng, vi phạm kích thước thành thùng xe, xử phạt trên 1 tỷ đồng. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông và kết cấu hạ tầng các công trình giao thông trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông sẽ rà soát lại toàn bộ bến bãi tập kết vật liệu có phép và không có giấy phép hoạt động để tăng cường kiểm soát và xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm. Để đảm bảo cái trật tự an toàn thông trên tuyến DT378, thường xuyên phối hợp với các đơn vị địa phương làm tốt cái công tác tuyên truyền, cam và ký cam kết trên đối với các doanh nghiệp và chủ phương tiện vận tải, kinh doanh vận tải trên tuyến, đặc biệt là các bến bãi, nó gạch tình trạng mà để vi phạm về cái chở hàng quá khổ quá tải, cơ lưới thành thùng, để ảnh hưởng đến cái việc đê điều đường bộ của đường DT78 thì chúng tôi sẽ có những biện pháp xử lý phối hợp với các đơn vị để thực hiện xử lý để làm sao cho đảm bảo cái trật tự an toàn thông trên tuyến. Trong thời gian tới, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sẽ tăng cường việc thực hiện tuần tuyến và các đợt cao điểm thực hiện chuyên đề xử lý những xe chở hàng ra vào các kho cảng, bến hàng hóa. Lực lượng chức năng sẽ tập trung xử phạt các xe tải ben chở vật liệu xây dựng chở quá tải quá khổ, rơi vãi đất đá xuống đường với phương châm không có vùng cấm trong xử lý vi phạm. Đây cũng là một trong các giải pháp quan trọng góp phần làm giảm các vụ tai nạn giao thông xảy ra. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật giao thông của người dân, cũng như giảm thiểu các vi phạm trên lĩnh vực giao thông, lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Chuyên mục An toàn giao thông do Phòng Thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên
phối hợp cùng Ban An toàn Giao thông tỉnh thực hiện đến đây xin tạm dừng. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào chuyên mục này tuần sau.